Xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh đồ nghề Nhật Bãi của mình. Thì hôm nay mình sẽ có một số ít đồ nghề và mình tên là Nguyễn Hùng Cơ. Thì anh em nào mà mua hàng gọi cho mình không được, vui lòng để lại tin nhắn đầy đủ thông tin, địa chỉ, họ tên. Thì khi nào mà còn hàng thì mình sẽ báo là ok và mình sẽ chốt hàng cho cái người đó. Chứ anh em, nhiều anh em gửi địa chỉ nhưng mà lại không có tên thì mình cũng không biết gửi hàng sao hết. Đó, thì anh em gọi cho mình không được cứ để lại tin nhắn, tại vì thời gian của mình đi từ 5 giờ sáng cho tới 8 giờ tối mình mới về nhà và bắt đầu ăn cơm sau 8 giờ. Thì đó, nên là anh em gọi cho mình không được thì cũng nên thông cảm cho mình. Rồi. Đầu tiên mã số 1. Mã số 1 là một cái cây xịt hơi nước, xịt gió. Thì hôm bữa mình đã có bán một cây của Italy. Thì cái cây này thì mình không có thấy hiệu ở đây. Nhưng mà thì anh em không, thường thì anh em sẽ đánh giá theo là nó của Đài Loan hay của gì, nhưng mà nói thẳng luôn là mình không có theo cái tiêu chí đó, nên là thì cứ cho nó của Đài Loan. Thì anh em nào mà cảm thấy mua được thì mua, mình bán với giá là 500 ha, nhưng mà mình chắc chắn nó không phải là hàng tào lao đó. Ở đây thì tình trạng nó là nó hơi cong một xíu nè, do hàng bãi nó cứng, nhưng mà nó cũng không, nó nói chung nó kín, nó không có xì. Thì cái bình này là cái bình cũng ngoài bãi luôn mà nó bị dính sơn, thì về anh em có thể xử lý. Bên trong là không có một lụng, bình zin của nó. Đây là cái ống và đây là cái nắp. Và còn không, anh em về để rửa sạch bên trong và anh em sử dụng bình thường thì cuối clip mình sẽ test cho anh em xem. Cái này anh em mà để dầu vô hoặc là anh em xịt bằng nước để dung dịch làm sạch thì nó rất là mịn ha. Đó, ở đây là cái đầu khóa của nó. Cái này vừa sử dụng hơi vừa sử dụng nước nha anh em, đầu bằng đồng. Thì cuối clip mình sẽ test cho anh em, giá là 500.000, anh em sẽ đổ dung dịch vào đây. Tổng cái chiều dài của nó sẽ là khoảng tầm 40 quá. 39. Tổng chiều dài là 39 nha anh em. Đó. Mình bán với giá là 500.000. Rồi, tiếp theo mã số 2. Mã số 2 là 800.000. Ha, mã số 2 là 800. Đây là một cái cụ thước đẹp như mới. Cụ thước thước dây móc in ra bằng đẹp như mới, thiếu cái hộp nữa thôi. Thì ở đây là cuộn này, là cuộn 50m của hãng Yamayo. Đây anh em có thể thấy, đây là bằng sợi thủy tinh nha anh em, bằng sợi thủy tinh đó. Nó đây chịu nhiệt độ tới 20 độ C còn rất là đẹp. Móc in ra bằng đó, ra vào rất là nhẹ nhàng. Thì cuộn này nó bằng, nó không phải bằng dây, nó bằng một cái sợi carbon hay sợi thủy tinh gì đó thì mình không có nhớ lắm, nhưng mà nói chung là nó không có bị xét, với thứ hai là nó không có bị xét, với lại là cái độ cứng của nó là vừa phải chứ nó không có nặng như là thước của thép ha. Rất là đẹp, anh em sẽ tổng quan nhìn một lần đó. Bên trong nè, mặt trước mặt sau anh em có thể nhìn ở đây, mặt trước mặt sau. Nó rất là đẹp nha anh em. Rồi, cái cuộn này thì có giá là 800.000. Rồi, tiếp theo cuộn số 3. Cuộn số 3 cũng mới tinh y như vậy luôn. Giá là 500. Có điều là cái cuộn này là bằng dây. Cuộn của Mark Inzaba, hàng nội địa. Cuộn này nhìn bên ngoài anh em có thể đánh giá cái màu nó rất là tươi, nói chung rất là đẹp. Cuộn này là Million 30m. Đây. Thì bên trong của nó đây vẫn là cái dấu hàng nội địa cơ bản nha anh em. Cái cuộn này thì nó bằng dây. Đây, nó bằng dây. Nhưng mà nó là hai mặt số nha anh em. Hai mặt số hai bên. Đó, anh em có thể nhìn đây. Một bên nè, hai bên. Đó, hai mặt số hai bên nha anh em. Đó thì cái cuộn này cũng dài 30m và bên trong cũng rất là đẹp. Chữ số rõ ràng, không có bị bay màu hay là gì hết. Bên trong nó còn đẹp hơn nữa, bên ngoài nó dính dơ một xíu thôi. Đó, anh em sẽ có thể thấy ở đây. Nói chung mà cuộn ra vô là nhẹ nhàng, ở đây cũng có dính dơ nè. Nhưng mà nó không có bị đứt, không có bị gì hết nha anh em. Đó, dính dơ, còn rất là đẹp. Cái cuộn này mình bán với giá là 500.000. Đó, rất là chắc. Nói chung là anh em có cầm hai người kéo đi nó cũng không có giãn được đâu,
tại vì những cái sợi dây thước dây của Nhật rất là tốt. Ở hãng ở Việt Nam cũng có bán nhưng mà giá nó tầm ngoài 1 triệu hơn. Rồi, tiếp theo mã số 4. Mã số 4 là một cây bơm mỡ bò dành cho anh em sử dụng gia đình. Cây này có giá là 250.000. Cây này thì một dạng cây nhỏ của Nhật. Đây, của hãng Yamada. Cái hãng thì chuyên sản xuất bơm mỡ bò, dụng cụ bơm thủy lực khí nén, bơm thủy lực. Tiêu chuẩn nội địa của Nhật ở đây, Yamada. Cái hàng này thì chưa sử dụng nha anh em, trong này chưa có mỡ. Trong này chưa có mỡ, chưa dính một miếng mỡ nào hết. Thì về anh em chỉ cần vặn chặt lại và anh em sử dụng thôi. Đó, khi mà anh em vô mỡ thì anh em sẽ nhả cái cây này ra. Đó, thì nó sẽ tự đẩy lên. Cái này mình chỉ rửa nên là nó ra nước, chứ không có vấn đề gì hết. Chiều dài của nó là từ cán cho tới đầu là 23, khoảng 20. Đường kính là, đường kính này chắc 40 quá, mình không nhớ nó bao nhiêu. Đường kính là khoảng 39-40, 38-40. Đó, thì cái này nó thích hợp cho anh em xài gia đình nha. Giá của nó là 250.000. Tiếp theo mã số 5. Mã số 5 là một cái cây này thì mình không rành lắm nhưng mà có thể tạm gọi là cây đo nhẫn đi, cây đo ni. Anh em xem nó vào việc thì anh em liên hệ mình để mua ha. Chứ mình thật sự nhiều khi anh em họ mình nói sai, anh em thông cảm tại vì mình không thể biết hết được. Đó. Nó sẽ đánh số từ số 1 đến số 33, còn bên này là từ 41 đến 73. Thì ở dưới này nó sẽ nhỏ và trên nó sẽ bự. Đây, nó sẽ theo khứa. Đó, chiều dài tổng của nó là khoảng 21-22. Đó, thì anh em nào mà thấy vào việc thì liên hệ mình. Đó, bằng nhôm rất là đẹp. Giá là 200.000. Ở bên này là một cái mặt vừa đánh số vừa đánh chữ nè. Từ 2 3 4 cho tới 14 âm D E F tới X, từ chữ D cho tới chữ Z. Đây, chữ D tới chữ Z ha. Giá là 200.000. Tiếp theo mã số 6 là một cái kìm bấm cót của hãng Lobster. Đây, Lobster. Cái này mình đã bôi cái chất bảo quản lên rồi ha, để tránh nó bị sét. Đây, tiêu chuẩn nội địa, dấu nội địa của Nhật. Đó, ở đây thì nó còn đắm thêm là chữ Made in Japan. Cây này còn rất là đẹp nha. Mã của nó là AK17. Nhưng mà cây này thì nó xài cho anh em sử dụng đầu cót lớn, chứ không phải là đầu cót như 1.2. Đầu cót này lớn. Đây, khi mà mình bật ra nè, bóp vô rất là nhẹ nhàng. Nhưng mà anh em lưu ý, cái này nó xài cho đầu cót lớn nha. Đầu cót này là đầu cót lớn. Đầu cót này khoảng tầm tới 10 12 á, 10 hay 12 gì đó, nhưng mà nó là lớn mã nè. 17.1, 17-2. Mình đây là 1.6 x 2. Thì mình không biết nó đầu cót nào, nhưng mà loại này là loại lớn, không phải loại xài gia đình mà mình hay bán. Nó lớn hơn. Rồi, giá của nó là 400. Giá của nó là 400.000 nha anh em. Rồi, tiếp theo mã số 7. Mã số 7 là một cái cây cây búa cao su Việt Seal, giá 220.000. Cây này là size lớn nhưng mà tình trạng nó là đã qua sử dụng rồi. Đây. Thì cái đường kính đầu búa này là 38 nè, thấy không? Là gần 40, 38. Còn bằng phẳng nha anh em, chứ không phải là nó bị lõm hay bị sức mẹ gì hết. Nhưng mà nó gõ là có dấu thì nó thích hợp cho việc anh em nào mà làm bên sửa xe hay làm bên ngành da đó. Đó, nó không có bị mẹ không gì hết nha. Vẫn rất là đẹp, của hãng Việt Seal. Đó, đây là một size cỡ lớn, nặng khoảng 1 kg. Chiều dài cán búa là 33, từ trên xuống dưới là 33, chiều ngang là 13. Giá cây này mình bán là 220.000. Rồi, tiếp theo mã số 8. Mã số 8 ở đây là một cái chân máy quay, chân máy chụp hình để cho anh em đi du lịch của Đài Loan. Cái hãng này là một cái hãng của Nhật nhưng mà đặt nhà máy tại Nhật, tại Đài Loan nha anh em. Hãng Hakuba. Đây, Made in Taiwan thì nó nằm ở đây. Anh em sẽ quay cái dòng chữ này và anh em sẽ thấy cái chữ Made in Taiwan nó nằm ở dưới này. Đây. Đó, chữ Taiwan, Made in Taiwan.
Thì nói chung là nó sản xuất ở Đài Loan hay Trung Quốc thì nó vẫn đáp ứng nổi cái tiêu chuẩn của Nhật, thì nó sẽ được xuất qua Nhật. Giá mình bán là 250. Thì cái chân ở đây khi mà anh em thu gọn vào và anh em gập gọn hết vào á, đây để mình khi mà gập gọn hết vào thì nó sẽ là 24. Và khi mà anh em kéo ra hết á, anh em kéo ra hết cả ba chân như vậy thì nó sẽ dài khoảng tầm 1 mét. Đúng rồi, nó dài khoảng 90 nha anh em. Đây, 90. Đó. Thì nói chung là anh em sử dụng cái này để đi du lịch này kia chụp hình thì nó sẽ cứng cáp hơn là cái chân anh em mua ở khu dịch vụ người ta bán. Đó, cái này nó bằng nhôm rất là đẹp. Nói chung cứng cáp hơn. Đó. Ở đây thì nó bị mất ba cái chân cao su rồi. Nói chung là anh em xài cái bàn nhựa luôn cũng được, cũng chẳng có sao hết. Đó, ấn sát xuống nè. Đó, là cái này bằng nhựa. Thì ở bên trong là nhôm. Rất là nhẹ, rất là đẹp. Nó không phải bằng nhôm nữa mà nó bằng đồng thau. À, nó cứng hơn nhôm, nó nặng hơn nhôm một xíu. Giá của nó là 250.000. Rồi, tiếp theo cây mã số 9 là một cây mài khuôn. Đây, mài khuôn cốt nhỏ. Để mình cho anh em coi ha. Đây là một cây của hãng Fuji. Vòng tua là 30.000 RPM, là 30.000 vòng trên 1 phút. Thì cái này rất là đẹp. Đó, gọn gàng nè. Nhìn rất là đẹp. Đây. Thì đó, thì cái này đang hoạt động bình thường, hơi rất là nhẹ. Cái này thì anh em máy mài khuôn anh em mở anh em kẹp vô đây, nó có dấu cho anh em kẹp nè. Này là cốt 3 ly nha anh em, cốt số 3. Đó anh em thấy số 3 không? Đó thì cái này hơi nó rất là nhẹ nha. Bây giờ mình sẽ chu mọ vô mình thổi thì anh em sẽ thấy cái hơi nó rất là nhẹ đây. Đó anh em thấy nó chạy không? Nó quay không? Đây để mình dán cái miếng băng keo thì anh em sẽ thấy nó quay, nó rõ hơn. Tại vì hơi nó rất là nhẹ thì anh em sẽ điều chỉnh được, ví dụ như anh em tạo một cái công tắc hơi gì đây. Một cái núm xoay để anh em điều chỉnh hơi. Để khi mà anh em làm việc nặng, anh em vô hơi 8kg thì nó quay tới cái vòng tua đạt định là 30.000. Còn ví dụ như anh em muốn chậm lại thì anh em cái chỉnh cái núm hơi, nói chung cái van hơi á, anh em chỉnh ở đây. Tạo thêm một cái nữa. Đây, mình sẽ thử ha. Đó anh em thấy mình chu mọ mình thổi thôi chứ mình chưa gắn hơi là nó đã chạy được rồi. Thì cái này mình bán giá là 450.000. Hoạt động tốt ha. Cái chữ của người Nhật khắc ở đây. Đó, mài khuôn cốt Bali. Rồi, tiếp theo mã số 10. Mã số 10 thì cái này nó sẽ dành cho một số đồ chuyên dụng, cho dành cho anh em nào mà chuyên dụng anh em biết á. Đây là một cái cây này giá 600. Cây này gọi là cây rút ốc cấy ha, 600.000. Của hãng Lofter. Cây nào mà cái này mà anh em nào làm bên ngành cơ khí hoặc là bên ấy thì anh em sẽ biết, chứ còn mình thì bó tay tại vì mình không có đồ ở đây để thử cho anh em. HND-005 Sa Băng. Cây này anh em, nó là zin nó như vậy nha, và nó có đầu thay ở đây, nó tương ứng với cái mũi này đây. Đó, nó có từng cái đầu này ở đây, nó sẽ tương ứng với cái lỗ này nha anh em. Đó, chứ nó không có khác được. Cái cây này thì nó là đồ chuyên dụng rồi, nó nhìn nó giống như cây rút rivê nhưng mà nó không phải ha, nên là anh em nào mà rành á thì anh em đó hãy mua, tại vì có hỏi mình cách sử dụng sao thì mình không biết, nhưng mà nó đầy đủ đồ. Giá của nó là 600. Rồi, tiếp theo mã số 11. Mã số 11 thì đó là một cái bấm số của hãng Xinhua. Thì anh em sẽ thấy ở đây, đây là một cái hãng chuyên sản xuất thước ha. Đó, hiệu con chim cánh cụt nè. Đó, cái này là hoạt động bình thường, bấm rất là êm ái nhẹ nhàng. Đó, về số 0. Đó, rất là mới, còn rất là đẹp. Giá của nó là 200, một cái bấm số. Rồi, tiếp theo mã số 12. Mã số 12 ở đây giá 350.000, là một cây kéo cắt vải của Nhật, chưa qua sử dụng, còn rất là mới. Lưỡi đây, anh em có thể nhìn thấy, lưỡi rất là bén.
Lưỡi rất là bén, không tì vết nha. Đó, không tì vết. Thì cây này có chiều dài là, cây này có chiều dài là 40, là 25. Còn nguyên vỏ bọc, giá là 350.000 một cái kéo, kéo cắt vải rất là đẹp. Thì hiện tại giờ mình không có miếng vải ở đây, mình cắt giấy cho anh em. À, để mình đi lấy miếng vải đi cho nó thuyết phục, tại vì cây này mình chưa có sử dụng. Đây, thì đây là cái miếng vải ha, mình sẽ cắt. Đó, cắt tới đâu là nó đứt tới đó nha. Đó, ví dụ như mình dùng mũi mình cắt nè, mình để sát mũi mình cắt luôn. Đó, cắt tới đâu phần mũi thôi là nó cũng vẫn đứt nha anh em. Đó, giá 350.000, rất là bén, chưa qua sử dụng, nguyên vỏ bọc. Rồi, tiếp theo mã số 13. Mã số 13 ở đây là một cái cây mỏ hàng 20W, dành cho anh em nào làm bên ngành điện tử á, điện 100V công suất chỉ có 20W thôi. Thì mũi nó rất là nhỏ, thì ở đây mình có tặng kèm một cái hộp chì cho anh em. Cuộn chì này là nó sẽ chạy được cái mỏ hàng này nha anh em. Đây, và anh em sẽ so sánh hai cái đầu chì với cái mỏ hàng. Đó, chì với cái mỏ hàng thì anh em thấy nó tương đương, thì nó thích hợp cho anh em làm cái công việc nhỏ như là hàng mặt, hàng này, hàng kia. Đó, mình đã test thử là chạy gì nha. Giá của cái combo này là 200.000. Rồi, tiếp theo mã số 14. Mã số 14 ở đây là một cái con bơm hơi 14, giá là 900. Con này là của Nhật nha, Mini E, điện 12V, công suất là 70W. Bơm áp là 3kg của Yokohama, made in Japan. Đó, con này nó bị sơn che. Thì cái này là anh em sẽ sử dụng để bơm lốp xe hơi, bơm vỏ xe hơi, hoặc là dùng để đi phượt mà anh em có gặp sự cố dọc đường anh em sẽ có mà bơm. Đây là cái này anh em sẽ vặn vào cái van. Đó. Còn đây là khi mà anh em sử dụng để, đây, đây là cái này anh em sẽ cắm vào cái tẩu xe hơi. Đây mình đó là anh em sẽ cắm vào bình thường. Ở đây nó hình như có cầu chì, mình không nhớ nó có cầu chì không. À, cái này không có cầu chì nha anh em, nó không có cầu chì. Đó, để mình gắn nó lại. Đó, thì bây giờ mình sẽ cặp vô mình thử cho anh em. Mình sẽ bơm. Đây. Đó, cái này bơm rất là mạnh, rất là nhanh, tại vì cái motor nó lớn. Đây là áp suất là 3kg nè. Mình bật này. Đó, cái máy này thì nó có đường kính là anh em đi, nói chung là để cốp xe này kia là gọn gàng. Chiều dài là 20, chiều cao là 14. Chiều cao là 14 và ngang là 6. Thì cái này là của Nhật luôn, mình bán với giá là 900.000. Anh em nào mà hay đi xa này kia thì có thể thảy để lên ô tô, hoặc là mua một cái giác chuyện của xe máy á, thì anh em sẽ dùng nó tiện lợi hơn. Đó, nó sẽ tiện hơn là, và khi mà anh em nhét vào đây nè, dây này kia nó sẽ thu gọn lại. Giá của nó là 900. Con này chính hãng Nhật, cái motor rất là lớn. Motor nó lớn nha. Motor này bự lắm. Cỡ này. Đó, giá là 900. Rồi, bây giờ mình sẽ đi test cái này cho anh em, cái bơm này. Không quay rồi. Rồi. Bây giờ mình sẽ, đây, mình sẽ đổ nước vào bớt ha. Đó. Rồi, bây giờ mình sẽ thử. Anh em mà không sử dụng á, thì anh em xiết sát vô nó sẽ không có hút nước nè. Anh em xiết cái vòi sát vào, nó sẽ ra hơi. Rồi, còn khi mà anh em mở ra nè. Đó, anh em kéo cái này ra. Đó,
mở ra nè. Đó. Đó thì nó sẽ ra cái này nó rất là mịn ha. Đó. Anh em thấy cái tia không? Rất là mặn. Đó. Thì khi mà anh em không xài nữa anh em vặn cái này. Đó. Vô anh em vặn cái này sát vào là nó sẽ không có ra nước nữa nha. Không có tên tuổi gì đó, nó về anh em chịu khó vệ sinh xíu, anh em bỏ dầu hóa chất hoặc là phim con vịt hay cái gì sô cô la Pepsi gì đó, anh em muốn xịt cái gì anh em xịt ha. Anh em ở đây là nó điều chỉnh cái độ mà gọi là ra vào đó, còn bình nó hơi xấu tí thôi nhưng mà hoạt động tốt hoàn hảo, giá là 500 ngàn. Rồi, xin chào tất cả anh em và hẹn gặp lại anh em ở video clip tiếp theo.